Tao họ Ngô, đặt tên con là gì? Cho chết đây chúng mày. Theo tao thì cứ đặt là Ngô là bóp. Tên này chuẩn không cần chỉnh nhé. Ngô Tất Tố. Sau này nó hỏi tại sao tên vậy thì bảo con xuất hiện trong một đêm tắt đèn. Con, alo bố à, con vừa thấy truyền hình đưa tin có một thằng điên đang phi xe ầm ầm ngược chiều trên cao tốc. Bố đi đường cẩn thận nhé. Bố DKM, tao còn thấy cả trăm thằng đang ngược chiều đây này. Thôi xong. Con vợ cười cái quần què gì vậy? Đợt này về nó nhấp cho không trượt phát nào luôn ấy. Ngồi đó mà cười. Mừng quá, cuối cùng cũng lấy được chồng rồi, cô vợ xét. Từ nay về sau ăn lèn rồi, chồng xét. Tao không dám mở mắt nhìn sự thật đau đớn này, hu hu. Thành quả duy nhất sau 9 tháng 10 ngày, cách duy nhất dạy dỗ sư tử đó là đánh cho to bụng vào. Cúng đĩa mà không có đầu DVD nên ông bà trách tội là đúng rồi. Kể về một lỗi nhục của bạn. Sinh viên năm cuối đi dạy gia sư, được thằng lớp 9 dạy tán gái. Bạn đã làm ai rung động chưa? Có một cô gái sẵn sàng chết vì tôi. Các bạn biết sao không? Cô ấy thà chết chứ không yêu tôi. Kể một việc đến giờ mày vẫn chưa lý giải được nó. Tao từng từ chối một thằng làm bên Photoshop. Đó, đến giờ tao có thêm một biệt hiệu là Magia Oza Chang. Tao vẫn đéo hiểu vì sao. Giống tao VL, vừa từ chối thằng bên công nghệ thông tin, hôm sau mất mẹ nick Facebook. Từ đó đến giờ mất mẹ 20 cái rồi. Hình như có rớp mày ạ. Suốt ngày bị người khác chê xấu. Gom cục tiền lại làm cả đập đi xây lại xem ai nói gì được nữa. Vừa đẹp vừa có tiền. Bọn nó chê tao xấu nhưng tao chả thấy gì là xấu hổ cả, vì tao còn được cái nghèo. Làm vừa mắt người khác là một việc vừa khó lại vừa ngu. Hãy sống đúng với con người của bạn, rồi sẽ có một người chấp nhận hết những khuyết điểm ấy. Đéo tin. Một chân làm chẳng nên non, hai chân chụp lại ba thằng biết đi. Vừa nãy đứng ở bờ hồ, có một bà chị đến nhờ xem hộ cái iPhone. Câu nhắn tin được, mình vui vẻ nhận lời. Cầm máy đứng quẹt quẹt một lúc, mới nhớ đến vụ tẩm thuốc mê vào thôi miên. Sợ quá, nhân lúc thuốc chưa phát tán, mình bỏ chạy thật nhanh. Bà ta nộ rõ chân tướng, cứ đuổi theo mình và la hét to lắm. Mãi về sau mới cắt đuôi được bà ấy. Về tới nhà hoàn hồn mới nhớ ra vẫn còn cầm cái iPhone của bà chị đó. Mọi người nhớ xe để đề phòng nhé. Con gái phải đam đang một xíu mới đáng yêu. Đam đang nhiều quá viêm đến chết cụ mày. Đam đang cái, mất luôn, xấu vờ lờ thì đam đang nó lại đấm cho liên tục vào mồm. Chỉ khi mày sinh vờ cờ thì mới đáng yêu thôi, nữ u mê.
Nếu có con cua nhỏ và con cua to, tớ sẽ là cua nhỏ, con cau xê là cua to. Nhiều khi anh thấy em giống bài tập về nhà của anh VL. Vì anh muốn đặt em lên bàn và làm em cả đêm. Nhưng mày lại là học sinh giỏi và mày là một phút ra đáp án. Có một loại người ngồi đâu cũng nói chuyện được. Cô giáo bắt tao đứng cửa lớp chép bài, tao liền bắt chuyện ngay với bác bảo vệ vừa đi qua. Đỉnh điểm là thằng ngồi trên thằng ngồi dưới chỉ cần quay mặt lại nhìn nhau là biết nhau muốn nói gì rồi. Cả lớp không ai dám nói chuyện với tao, và thế là tao bị ghi sổ đầu bài nói chuyện một mình. Ngày xưa đi học thầy giáo chuyển chỗ cho tao ngồi cùng bàn đầu tiên với ba đứa ít nói chuyện. Được hai tuần cả tám đứa ngồi hai bàn đầu tiên nói chuyện như nhau. Tào lộn không có gì vui, chúng ta không nên tào lộn. Tào lộn không có gì vui, chúng ta không nên tào lộn. Học sinh dùng từ địa phương trừ điểm bài viết. Nhà văn dùng từ địa phương, nghệ thuật mang đậm chất quê hương. What the hell? Một bài tác phẩm ngữ văn 11 mà mình đã học có một từ, đĩ. Đó lại là một từ mang lại nghệ thuật, mạch cảm xúc. Còn khi mình dùng thì lại gọi là tục, chả hiểu. Nữ ôm hôn nhau bằng dấu lớn bình thường, thân nhau nó thế. Nam ôm nhau bằng dấu lớn BD biến thái, gây lọ. Học sinh làm văn ngắn bằng dấu lớn phân tích chưa kỹ, không hiểu bài. Tác giả viết văn ngắn bằng dấu lớn cách nói trực tiếp giúp người đọc hiểu sâu vào vấn đề. What? What the fuck? Học sinh lặp từ lỗi lặp từ. Tác giả lặp từ nghệ thuật điệp từ điệp ngữ. Con gái mặc đồ con trai, cá tính. Con trai mặc đồ con gái, biến thái, gây lọ. Bạn cô đơn đến cỡ nào? Đặt hàng online eBay cho shop anh ơi. Shop rep lại. Anh đây, ấm cả lòng. Ước mơ của bạn là gì? Tôi là một người giản dị và thích cuộc sống bình yên. Vì thế tôi chỉ ước có cuộc sống bình thường như bao tỷ phú khác. Cô gái này còn tồn tại không? Đi ăn bạn gái, lúc ăn xong bạn gái của tôi trả dành trả tiền ăn. Với tính thương người sẵn có nên tôi để nàng trả luôn. Giờ đã là người yêu cũ. Đờ mờ cứ lấy về làm vợ xem, 100 đôi đi ăn nếu con trai trả tiền thì 99% là đang yêu. Nếu con gái trả tiền 99% là đã kết hôn nhé. Nếu bạn trai tôi đưa tôi vào nhà nghỉ, tôi sẽ trả tiền phòng. Còn đầy nhé, mặt dày sao nổi mà để Nga trả mãi. Chưa kể còn tạo áp lực mỗi lần đi chơi nếu sự nghiệp hai đứa chưa ổn định. Không nhiều nhặn gì nhưng chia sẻ cũng mất đi phần nào, thương nhau thì toan tính chi. Với cả có đi có lại với nhau sau lỡ có chia tay cũng chả nợ nần gì, thông minh xinh đẹp không bằng biết điều. Đứa nào bảo tao xàm lờ thì cứ tự nhiên, chẳng qua bọn em mờ chưa gặp được thôi chứ còn đầy. Ăn ở tốt vào, đó là tao sẽ làm vậy nếu sau này có người yêu. Hy
vọng câu chuyện mình vừa biện ra sẽ giúp các bạn đang FA có thêm động lực trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. What the hell? Con giáo viên auto học giỏi. Thế đờ mờ, con bác sĩ auto bất tử à. Tử tù ở Nhật không hề biết mình sẽ bị xử tử ngày nào. Hàng ngày họ thức dậy tự hỏi, liệu hôm nay có phải ngày cuối của mình không? Tham gia giao thông ở Việt Nam cũng vậy. Nhiều khi ra đường thầm hỏi, hôm nay mình được về nhà không? Khoe ảnh chụp dưới nắng đi. Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn học lột quần áo, đánh hội đồng ngay trong lớp đến mức nhập viện. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Cứ đi thần tượng cái thằng tóc như lông lèn thì chả vậy. Tâm lý của đám bá dơ mới lớn đều là thích thể hiện, thích được tung hô, khen ngợi, nịnh nọt, lấy sự sợ hãi của người khác làm thỏa mãn. Đánh bạn, hút thuốc, nhậu nhẹt, đàn đúm lấy số má trong trường mà tưởng thế là ngầu. Đám này sau này ra đời một là tù tội, hai là gái điếm, ba là cờ bạc, bốn là làm đống rác rưởi nhầy nhụa nhem nhuốc của xã hội. Nên tống lũ này vào trại giáo dưỡng dần đi là vừa. Một trăm thằng đàn ông thì cả một trăm thằng đều gái gú, tin không? Tao hỏi chúng mày, không gái gú thì làm gì có người yêu? Chả nhẽ đi trai gú à? Phải tán gái mới có người yêu chứ. Bọn nhà giàu thích gì thế? Không biết bọn mày có giống tao không? Tao chỉ thích cảm giác nghèo một ngày thôi, chứ ngày nào cũng nghèo. Chán vờ cờ lờ. Nhớ thằng bạn cấp 3, nhà làm ăn bỗng dưng thua lỗ. Đi xem bói thì thầy phán là bàn thờ nhà anh chị không được sạch sẽ. Thế là về ông bà nó dọn và phát hiện được mấy cái đĩa sách. Nó giấu cạn cờ mờ nó lời luôn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.